Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2021 và ngày thứ năm tại Hoa Kỳ Thì tôi muốn dành một cái video ngắn này để chia sẻ một số những thông tin mới với các bạn Một số thông tin liên quan đến tình hình của thị trường Thì chúng ta thấy là giá Bitcoin đã có sự hồi phục lại cũng rất là nhanh Bây giờ là ở cái mức là chúng ta thấy là 57.799 và chúng ta được đây là cái sự hồi phục sau khi mà có cái đợt mà điều chỉnh nhẹ ngày hôm qua và những người nào mà chưa xem cái video ngày hôm qua thì cũng nên xem về cái câu trả lời của thần về một câu hỏi rất là phổ biến bây giờ đó chính là chúng ta đã đến đỉnh chưa thì Thần sẽ nói thêm về câu hỏi này một lát nữa nhưng mà chúng ta nhìn chung vào thị trường thì chúng ta được làm giá bitcoin đã điều chỉnh đi xuống ngày hôm qua thực ra rất là nhẹ các bạn được là chúng ta nhìn vào cái giá mà của cái ngày đó chính là cái ngày 6 tây tháng 4 thì ngày 6 tháng 4 các bạn thấy là chúng ta xoay quanh cái mức giá là 58 59 000 cho là 59 547 đi thì đi xuống với mức thấp của ngày hôm qua là các bạn thấy là xuống còn 55 328 thì tổng công điều chỉnh chỉ có 7% thôi. Đương nhiên khi mà chúng ta nhìn vào những đồng altcoin đó thì điều chỉnh mạnh hơn tại vì các bạn cũng đã biết là cái sự tương quan giữa Bitcoin và altcoin thì cho đến ngày hôm nay vẫn xảy ra các bạn thấy là Bitcoin vẫn là xu hướng chung của thị trường và cho dù là nhiều người khi mà nhìn vào Bitcoin đó có thể là nhiều bạn cho là Bitcoin là mạng đầu tư nguy hiểm nhưng mà trong thị trường Bitcoin khi mà chúng ta nói tới Bitcoin đầu tư nguy hiểm là các bạn chỉ đơn giản nhìn vào cái sự dao động giá hàng ngày hàng năm mà thôi và các bạn so sánh cái sự lên xuống giá đó với thị trường tài chính thông thường như là bất động sản hay là à, cổ phiếu hay là trái phiếu hay là vàng thì bạn cảm thấy là Bitcoin di chuyển mạnh thì nhiều người nhiều khi lầm lẫn cái sự di chuyển mạnh đó với là cái sự nguy hiểm. Trên căn bản các bạn đi được là nguy hiểm hay không nguy hiểm đó chính là cái đường đi dài hạn của một cái loại tài sản và Bitcoin. Trong vòng 10 năm qua là một cái loại tài sản mà có cái sự lợi nhuận cực kỳ khủng các bạn thấy được chúng ta tính luôn những cái đợt mà đi xuống mạnh như là các bạn thấy năm 2018 hay là sau cái đợt tăng trưởng năm 2013 tính luôn những cái đợt mà Bitcoin điều chỉnh xuống 80-90% thì Bitcoin các bạn thấy được là dài hạn trong vòng 10 năm qua thì vẫn tăng trung bình là 200% mỗi một năm và các bạn thấy được là chúng ta nhìn riêng Bitcoin ở trong thì trường crypto này thì nhìn riêng Bitcoin vào trong thị trường này thôi thì các bạn thấy được Bitcoin vẫn là một trong những cái sự lựa chọn an toàn hơn khi mà chúng ta so sánh với là những cái loại altcoin khác cho nên các bạn thì được là thường thì tiền bên ngoài sẽ đi vào Bitcoin trước sau đó các bạn thấy được là khi mà mọi người biết đến Bitcoin rồi người ta đã bắt đầu sở hữu một ít Bitcoin tại vì Bitcoin bây giờ vẫn cái thương hiệu đứng đầu các bạn có thể đã hỏi với người bình thường ở trên đường phố có nghe nói tới cryptocurrency hay chưa nghe là nghe nói tới tiền tử hay chưa thì có thể nhiều người chưa nghe nói tới các bạn có thể hỏi mọi người à, có nghe nói tới Ethereum hay chưa Binance XRP, Tether, Polkadot Thì có thể là nhiều người trên đường phố không có nghe nói tới như đồng này Nhưng mà các bạn có thể hỏi là có nghe nói tới Bitcoin hay chưa Thì nhiều người có thể nói là đã nghe nói tới rồi Có nghĩa là phải đều được nhiều người có thể là chưa nghe nói tới tiền chỉ được số Nhưng mà đã nghe nói tới Bitcoin rồi cho nên Bitcoin bây giờ vẫn là lựa chọn hàng đầu Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự của mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những người nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên mạng xã hội thì bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin chính thức như là telegram facebook và twitter để các bạn nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất hay là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thì bạn hãy tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những cái link như là giảm 20% phần phí giao dịch khi mà tham gia sàn binance hay là được nhận bonus khi mà tham gia vào sàn bybit sàn EMT các bạn có thể tham gia đi nhận bonus cũng như là đây là một sàn margin hỗ trợ copy trade hay là sàn FTX, uh, sàn binance US. Nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ, sàn Coinbase, ứng dụng Blockfi, ứng dụng Lending có lãi mà nhiều bạn cũng đã biết. thường đã tham gia uh, từ nhiều tháng qua có bonus lên tới 250 đô và đương nhiên crypto coin. Đây là một dịch vụ mà các bạn đã quá quen thuộc rồi. Đây là cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ phân tích on-chain và tiền uh, thường là sẽ tiếp tục vào thông qua cửa của Bitcoin Thì sau đó mọi người làm quen với thị trường này và từ từ mới tìm kiếm những đồng altcoin lớn như là Ethereum, Binance, um, XRP, Polkadot, Cardano, Uniswap vân vân Và những đồng lớn này là những đồng lớn mà dễ mua có mặt trên nhiều sàn, sau đó thì tiền mới bắt đầu đẩy vào những đồng altcoin nhỏ hơn khi mà những người mới này bắt đầu tìm kiếm những đồng cũng như là những người cũ khi mà họ đầu tư vào những cái coin lớn thấy đã pump mạnh rồi. Bây giờ đã thấy được là cái phần trăm tăng trưởng đã giảm xuống thì nhiều người sẽ đi tìm kiếm những cái coin nhỏ hơn để có được cái sự tăng trưởng mạnh đó. Cho nên cái bài thấy dòng tiền sẽ đi từ Bitcoin qua những đồng altcoin lớn từ những đồng altcoin lớn qua những đồng altcoin chung những đồng altcoin chung qua những đồng altcoin nhỏ hơn và lỡ như mà Bitcoin không có bất cứ vấn đề gì như là các bạn thấy được ngày hôm qua khi mà chúng ta thấy là giá Bitcoin đột ngột có sự điều chỉnh là 7% thì nhiều người sẽ lo lắng và đẩy hết tiền chở vào bitcoin tại vì các bạn thấy được là lâu dài đó thời gian lâu dài thì nhiều người ngay các bản thân thuận thì cũng chỉ tin tưởng cho đến ngày hôm nay ngồi ở thời điểm này đó chính là tháng tư của năm 2021 mà nếu như các bạn nói thuận là bây giờ thuận chỉ có thể bỏ một triệu đô la vào một đồng duy nhất mà thôi và thuận không thể đụng tới trong vòng 5 năm sau thì cho đến thời điểm bây giờ thuận vẫn chỉ có thể tin vào bitcoin mà thôi tại vì đây là một đồng mà có lịch sử lâu dài nhất và một đồng bây giờ mà có cộng đồng lớn được nhiều người ủng hộ nhất cho nên cho đến ngày hôm nay các bạn hiểu là mỗi lần mà có vấn đề gì thì mọi người quảng loạn và mọi người đều tiếp tục đẩy tiền người chị Bitcoin tại vì nhiều người có thể thích những đồng nhỏ hơn tại vì cho họ có lợi nhuận cao hơn nhưng mà về mặt tin tưởng thì cuối cùng thường cảm thấy là nhiều người vẫn tiếp tục tin tưởng vào Bitcoin mà thôi. Ethereum từ từ trở thành một trong thương hiệu mà nhiều người tin tưởng nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì Bitcoin vẫn là cái thương hiệu đứng đầu. Cho nên nhiều bạn hỏi thường là tại sao mà khi Bitcoin đi xuống 5%, phần trăm phần trăm nhưng mà những altcoin này đã đi xuống 15, 20% phần trăm tại vì các bạn thấy được là tiền từ altcoin họ bán họ đẩy vào bitcoin khiến cho altcoin đi xuống còn nhiều hơn nữa và những altcoin có vốn hóa nhỏ hơn cho nên khi mà tiền được đẩy vào trong bitcoin thì các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm đi xuống coi sẽ cao hơn và cho đến bây giờ các bạn thì được là tính vốn hóa của Bitcoin là hơn 1 nghìn tỷ đô la và vốn hóa của tổng thị trường các bạn thì được là bây giờ là đã một lần nữa trên 2 nghìn tỷ đô la. Các bạn thì được là đây là một con số có thể nói là trước đây không ai có thể là nghĩ tới được. Đó là một trong những cái lý do tại sao mà có nhiều người chuẩn đoán giá Bitcoin lên rất là cao. Tại vì trên cái con đường tăng trưởng parabolic thì cái con số mà có thể đạt được nhiều người không thể nghĩ tới được đâu. Đây là một trong những yếu tố mà thường sẽ chia sẻ có thể là trong một video gần đây. Tại vì có một câu hỏi thường nhận được là khi mà chúng ta nói tới Bitcoin có thể lên tới 100 ngàn, 200 ngàn thì bây giờ vốn hóa Bitcoin đã quá cao rồi. Có thể nào Bitcoin lên được cái mức đó hay không? Tại vì bây giờ cần rất nhiều tiền mới có thể đẩy Bitcoin lên gấp đôi được. Thì Thuận sẽ có một video chia sẻ với các bạn Bạn thân thường để tin tưởng là điều này hoàn toàn là có thể Nhưng mà chúng ta sẽ nói tiết hơn cho một cái video khác một trong những điều mà à, uh, thường lo lắng hơn bây giờ đó đó chính là chúng ta thấy là chúng ta nhìn chung đi thì các bạn thấy là cho đến cái thời điểm bây giờ chúng ta chỉ mới trải qua là một lần hai lần ba lần có những đợt tăng trưởng này bắt nguồn là từ năm 2020 là khoảng chừng là tháng 9 cho đến bây giờ các bạn thấy chúng ta chỉ mới thấy là một hai ba cái đợt điều chỉnh mà thôi các bạn thấy là điều chỉnh đầu tiên là hồi tháng 1 điều chỉnh xuống 31,5% phần trăm Thứ nhì là các bạn thấy là điều chỉnh trong cái thời gian là tháng 2 điều chỉnh xuống 26,53%. Tháng 3 điều chỉnh xuống là 18,84%. Thì các bạn thấy là mỗi lần điều chỉnh á, thì điều chỉnh cái phần trăm tuy là cái phần trăm nó ít hơn và ít hơn. Có nghĩa là mỗi lần điều chỉnh á, càng điều chỉnh càng cạn hơn. Đây là cái hiện tượng chúng ta thấy trong năm 2021 này mà không có thấy trong năm 2017. Thì một những lập luận mà nhiều người nói tới đó chính là giá Bitcoin bây giờ quá cao, vốn hóa quá nhiều. Cho nên vì lý do đó chúng ta sẽ không có thấy những đợt điều chỉnh sâu hơn. Nhưng là khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử của năm 2017 đi đợt tăng trưởng đó thì các bạn thấy được là trên cái đường tăng trưởng à, chúng ta thấy là điều chỉnh 38%, 33%, 36%, 29% là một chuyện thường hay xảy ra. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay các bạn thì chúng ta có đợt điều chỉnh là 31%. 26% và xuống 18%. Chúng ta sẽ không có tính cái đợt điều chỉnh bây giờ tại vì chưa chắc đã điều chỉnh xong và các bạn thì được là có 7% mà thôi cho nên không cần phải tính. Ở thời điểm hiện bây giờ chúng ta chỉ tính ba cái đợt điều chỉnh từ à, cái thời gian là các bạn thấy được là tháng 1, tháng 2 và tháng 3 mà thôi. Thì nhiều người cho là càng điều chỉnh thì càng cạn hơn tại vì bây giờ tiền quá lớn. Cái số tiền Bitcoin bây giờ các bạn thấy được chúng ta tuy là nói là chỉ điều chỉnh có 18% mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là cái số tiền cái số tiền tổng cộng là tới 11.657 trong khi mà tháng 1 đó điều chỉnh tổng cộng là 31% nhưng mà cái số tiền điều chỉnh là 13.222 và tháng 2 điều chỉnh ít hơn tháng 1 26% nhưng mà cái số tiền nó lên tới 15.000 rồi cho nên các bạn thấy được là phần trăm điều chỉnh nhiều người chưa ra cái giả thuyết là sẽ ngày càng cạn hơn tại vì cái giá mình thường đã quá cao cho nên khi mà điều chỉnh thì sẽ không điều chỉnh sâu gì nữa Thuận thì chưa có chắc về cái lý thuyết này, tại vì các bạn thấy được là nếu chúng ta thực sự là chuẩn đoán giá cả Bitcoin lên tới 100.000, 200.000 thì những đợt điều chỉnh sẽ rất là sâu. Không có một cái loại tài sản nào mà tăng trưởng mạnh mà không có những đợt điều chỉnh mạnh hết. Và đương nhiên những cái tài sản mà không có điều chỉnh mạnh thì sẽ không có tăng trưởng mạnh. Cho nên các bạn không thể nào mà tin là Bitcoin lên tới 100.000, 200.000 mà lại không nghĩ là sẽ có những cái đợt điều chỉnh sâu. Đối với thượng hai cái điều này đã đi song song với nhau nguy hiểm và rủi ro phải được cân bằng đây là điều mà thầm muốn chia sẻ với các bạn thì mỗi lần mà điều chỉnh xuống đó, thì nhiều bạn rất là lo lắng Và Thuận này thấy là không chỉ riêng là chúng ta nói tới những bạn trong cộng đồng Thuận Capital Mà Thuận lên trên Twitter, Thuận lên trên những trang web khác Thì lại có nhiều bài viết, nhiều người nói là chúng ta bây giờ đã đến cái hồi cuối rồi Bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu đi vào mùa đông crypto, mùa tăng trưởng đã chấm dứt rồi Thuận đã chia sẻ một cái video ngày hôm qua Chúng ta đã đến đỉnh chưa để mà chia sẻ các mình của Thuận về cái câu hỏi này Nhưng mà, nếu mà chưa xem thì cũng nên xem để mà à, hiểu rõ hơn đối với Thuận, thượng, thượng không tin là cái đợt tăng trưởng này đã kết thúc nhưng mà các bạn có thể xem để hiểu thêm về suy nghĩ của Thuận điều mà thuận lo lắng hơn đó chính là chúng ta có thể là tiếp tục thấy như điều chỉnh sâu tại vì các bạn thấy được là rất nhiều bạn chỉ mới tham gia trong thời gian có thể nói là nhiều bạn tham gia sau khi mà cái đợt điều chỉnh tháng 2 có thể là nhiều bạn tham gia mới tháng 3 này cho nên chỉ chứng kiến cái đợt điều chỉnh 18% mà thôi chưa có chứng kiến cái đợt điều chỉnh 31% hay là 26% Và các bạn thấy được là ngày hôm qua thì chúng ta đọc những cái comment chúng ta lên trên những cái diễn đàn Thì các bạn thấy đọc những cái comment thì khá là tiêu cực Nói là bây giờ các bạn thấy được chỉ xuống có 7% mà nhiều bạn đã quýnh lên và rất lo lắng Thì nếu như mà chúng ta thấy được là bây giờ cứ tiếp tục đi xuống đi Giả sử như mà tôi nói giả sử thôi đi xuống như là các bạn thấy là tháng 1 đi đi xuống 3% cũng là một cái phần trăm đi xuống rất bình thường cho một tăng trưởng thì Bitcoin đã sẽ điều chỉnh nếu tiếp tục điều chỉnh xuống 30% đi là điều chỉnh xuống chỉ còn có 41.000 mà thôi thì các bạn có thể nghĩ là bao nhiêu bạn sẽ lo lắng mặc dù là điều chỉnh xuống 41.000 đối với thuận vẫn là trong một mùa tăng trưởng các bạn thấy điều chỉnh 3% là một điều mà không gì gọi là quá bất ngờ thật ra những đợt điều chỉnh sau cho thuận có lòng tin là chúng ta sẽ càng thấy nhiều đợt pump mạnh hơn nữa nhưng mà cho đến cái mức này thường nghĩ là chỉ cần là con xuống dưới 50.000 thôi thì sẽ đi xuống dưới 41.000 rất là nhanh tại vì sẽ có nhiều bạn rất hoảng loạn và giá nó sẽ đi xuống rất là nhanh cho nên các bạn thấy được là tâm lý bây giờ đó thì những bạn nào mà đã đầu tư lâu năm đã từng trải qua vòng đồng crypto thì những cái đợt điều chỉnh này không là gì hết nhưng mà các bạn cũng nên hiểu là bây giờ có rất nhiều bạn mới tham gia vào cho nên tâm lý sẽ rất là khác vì lý do đó thuận thì nghĩ là chúng ta nếu như mà nói là sẽ không còn những được điều chỉnh sâu như là 30%, 40% Thì cảm thấy là ra kết luận bây giờ thì quá sớm Điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn lúc nào chúng ta cũng phải có cái tâm lý chuẩn bị cho cái vấn đề này thì nhìn chung vào thị trường thì ban đầu đương nhiên là ngày hôm qua thì thị trường to màu đỏ hôm nay thị trường là to màu xanh và chúng ta nhìn vào những đồng lớn đi Rồi refresh cái trang này lại thì các bạn thấy được là Bitcoin thì bây giờ là tăng 1,9% trong vòng 24 giờ qua mức là 57.763 Ethereum thì trên 2.000 đô tăng 2% Binance Coin đã đạt cái đỉnh mới 417 đô tăng 8,9% Thì để thôi dừng đây một chút đi mà nói về Binance Coin Tại vì có thể nhiều bạn cũng biết là tại sao mà Binance có lại tăng trưởng như vậy thì cách đây vài ngày thường đã chia sẻ với các bạn à, những cái thông tin liên quan tới à, đồng BNB. Trong cái video là 997 nhưng mà nào mà chưa xem thì cũng xem. Thì trong cái tài liệu này thường đã chia sẻ về một số những cái dự đoán là sẽ có một cái sự tăng trưởng tiếp tục ở trên Binance Smart Chain liên quan đến sự hứng thú tại vì bây giờ chúng ta càng ngày càng thấy nhiều Bitcoin được chứa trong Binance Smart Chain dùng làm thế chấp thì chúng ta thấy được là ngày hôm nay đó tăng trưởng mạnh nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu những cái thông tin thì không có những thông tin nào chia sẻ là tại sao mà BNB lại đạt cái đỉnh mới nhanh như vậy và các bạn cũng đã thấy được là đầu năm nay thôi BNB đồng Binance Coin chỉ bắt đầu với cái mức giá là 37 đô mà thôi. Thì một trong những điều mà các bạn cũng đã biết là Thuận lưu trữ đồng BNB cũng đã rất là lâu rồi. Có một thời gian ngắn thường không lưu trữ đồng BNB khi mà sàn Binance đột ngột cái thông báo là sẽ không hỗ trợ người Hoa Kỳ nữa thì lúc đó thường đã đổi đồng BNB qua Ethereum à, và sau đó các bạn thì được là khi mà Binance US đã có rồi thì thường mua lại cái số lượng đồng BNB đó Mà bây giờ các bạn thấy được là đầu năm Đầu năm là chỉ có 37 đô Mà bây giờ là chúng ta đã tới cái mức là 417 đô rồi Thì khi mà chúng ta so sánh với lại những đồng lớn khác như là các bạn thấy được là Đồng BNB Thì trong vòng một năm qua đồng Binance đã tăng 2740% phần trăm trong vòng một năm qua đó thì Bitcoin tăng 702% và trong vòng một năm qua thì Ethereum tăng tổng cộng là 1.143% thì trong ba đồng này đồng BNB là đồng mà có vốn hóa nhỏ nhất cho nên đồng Binance uh, tăng trưởng các phần trăm các bạn thấy được là cực kỳ cao 2740 nhưng mà các bạn thấy được chúng ta tính Bitcoin tăng trưởng 702 là, là một cái phần trăm tăng trưởng rất là lớn khi chúng ta nhìn vào vốn hóa của Bitcoin hay là các bạn nhìn vào Ethereum có thể là À, nhiều bạn chỉ mới mua Ethereum cho nên cảm thấy là Ethereum cứ stay one cái mức 2.000 đô hoài Nhưng mà thật ra trong một năm qua Ethereum đã tăng tổng cộng là 1.143% rồi Nhưng mà trong ba đồng này đồng Binance là một chiếc đồng mà có sức đột phá rất là mạnh Thì ngoài trừ đồng Binance ra thì các bạn thấy được là ngày hôm nay Chúng ta nhìn vào đồng XRP thì đã trả trở về cái mức là 95 cent sau khi đã qua khỏi 1 đô la Và bây giờ là hầu như là không khác so với cái giá của ngày hôm qua Tether thì các bạn thấy được đây là một ổn định nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nhìn vào 7 ngày qua đi coi coi đồng Tether 7 ngày qua cái tốc độ in tiền như thế nào các bạn thấy được là tốc độ in tiền của đồng Tether là 7 ngày trước đây là chúng ta có 40,8 tỷ và cho tới ngày hôm nay chúng ta đã có tổng cộng là 43,7 tỷ thì các bạn thấy được trong vòng chỉ có 7 ngày thôi đã in ra gần như là 3 tỷ trong vòng một tháng qua Tether các bạn thấy được là bắt đầu một tháng trước đây đó 30 ngày trước đây chỉ có 37,1 tỷ mà trong khi bây giờ các bạn cũng đang thấy là 43,7 tỷ thì từ cái mức mình cho tính số chẳng thôi là từ 37 cho đến 43 thì bạn được đã tăng 6 tỷ đô la trong thời gian chỉ có 30 ngày qua mà thôi theo được tiếp tục in tốc độ rất là nhanh chúng ta nói tới Cardano thì tăng trưởng 1,5% bây giờ đã trở lại cái mức là 1 đồng 21 cent Uniswap thì bây giờ gần 30 đô, 29 đô 53 cent tăng 2,9%, Litecoin thì không có sự thay đổi, Chainlink thì tăng 2,1%, thì chúng ta nhìn vào những đồng mà nổi bật đi, thì bạn thấy được, Coin đã có sự tăng trưởng rất là nhanh trong vòng 24 giờ qua, tăng 51,4%, PanDX tăng 43%, Chilis tăng 28%, một trong những đồng trong cái hệ thống NFT mà rất nhiều bạn à, hứng thú, PancakeSwap của Binance tăng 23%, Yearn Finance tăng 21%. Và xuống nhiều thì trong thời gian 24 giờ qua thì không năm nào gọi là xuống nhiều hết Và đây là những cái thông tin nhắn tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và Thuần sẽ chia sẻ thêm với các bạn ngày hôm nay với những cái thông tin nổi bật hơn Trong một video kế tiếp